Thực hiện chương trình giám sát năm 2013 và nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2013, kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 bầu sáng nay Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Ngân sách với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Năm 2023, trước bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước, đối mặt với các vấn đề khó khăn nội tại, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo, điều hành các sở ngành quận huyện tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy các lĩnh vực thuộc thế mạnh của thành phố tiếp tục phát triển, ban hành nhiều quyết định, giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là những vấn đề tồn tại nhiều năm, tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc để có phương án tháo gỡ. Thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan địa phương làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, vừa xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước, đảm bảo thích ứng với bối cảnh mới. Kết quả dự báo tổng mức tăng trưởng năm 2023 là 2,58%, trên nền tăng trưởng cao năm 2022 là 13,2% so với năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát các đầu việc, tập trung nghiên cứu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh một số yêu cầu về quyết liệt triển khai thực hiện công tác đầu tư công, sử dụng vốn đầu tư công nhằm tạo đà rõ nét cho tăng trưởng của thành phố trong thời gian đến. Bây giờ cứ nói là kẹt số về những câu chuyện là vướng mắc về quy hoạch, rồi vướng mắc về phòng cháy chữa cháy, rồi vướng mắc về cái câu chuyện là dự án không có cấu phần xây dựng, rồi vướng mắc về câu chuyện là chưa rõ về chi phí lập tư vấn thẩm tra dự án thế này thế kia, rồi giải phóng mặt bằng, thì cái nào chưa đủ điều kiện thì đề nghị để đẩy lui ra ngoài. Còn ưu tiên bố trí những ông theo thứ tự danh mục và sau này là xác định bố trí danh mục và ưu tiên đầu tư thì theo danh mục ưu tiên. Cần thiết phải theo danh mục ưu tiên. Ngoài cái danh mục công trình động lực trọng điểm ra thì cũng phải theo danh mục ưu tiên. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố cần nghiên cứu các giải pháp cụ thể, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, rút ngắn các thủ tục hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân để triển khai hiệu quả các dự án đầu tư. Thành phố mình cũng rất quyết liệt, Ủy ban Nhân dân thì cũng quyết liệt, nhưng mà cũng có cái cảm giác là mình chưa chỉ ra đúng cái đầu việc cụ thể để mà mình khắc phục cho từng cái việc cụ thể. Chưa có giao trách nhiệm cụ thể cho ông nào đến ngày nào phải khắc phục cái chuyện đó. Cho nên cũng có cái cảm giác như thế, cho nên là quyết liệt rồi nhưng cũng cần phải cụ thể và cũng cần phải gắn với trách nhiệm cá nhân hơn nữa. Thì cái này tôi đề nghị là Ban Kinh tế Ngân sách nghiên cứu đề xuất, nhất là cái giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư và cái giai đoạn để mà phê duyệt đầu tư là phải rút ngắn cái quy trình này thêm nữa. Chứ có nhiều cái thì nói là cơ chế chính sách này nó cũng có vướng, quy định pháp luật có vướng, nhưng cũng có nhiều cái là do chính bản thân mình chứ không phải là vì cơ chế chính sách của pháp luật mà nó không có lối ra đâu. Đối với các ý kiến góp ý đề xuất tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện tài liệu để trình kỳ họp cuối năm đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.